10 phát ngôn để đời của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Nhiều người thường nghĩ người giàu nói gì chẳng đúng, nhưng tôi thì nghĩ khác. Người giàu nói đúng là bởi họ nghĩ đúng, làm đúng nên họ thành công. Vậy tại sao chúng ta luôn tâm đắc với những câu nói của Bill Gates, Donald Trump, Jack Ma, mà lại không suy ngẫm về những câu nói của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, một tỷ phú đô la đang góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước mình? Tôi chỉ muốn tập trung vào việc của mình, còn những người khác muốn nói gì thì mặc họ. Giống như ông cha ta vẫn nói, lắm thời nhiều ma hay đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup luôn vững vàng ở vị trí tiềm phòng, nghĩ lớn làm lớn khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Nếu để tâm đến những lời gièm pha, những lời bàn tới bàn lui, đến việc thế giới mặc định Việt Nam chỉ là đất nước nông nghiệp đang phát triển, hay chế nhạo đồn đoán rằng Vingroup ảo vọng lấy trứng chọi đá, không cạnh tranh nổi với thế giới, thì chúng ta đã không có được những Vsmart, những Vfast, những Vuni hiện đại tầm cỡ là niềm tự hào của người Việt Nam. Lúc nhỏ, giấc mơ của tôi không hề lớn, tôi chỉ muốn giúp đỡ gia đình. Câu nói này có vẻ không giống các lời hô hào bạn vẫn thường nghe, nhưng với tôi, nó thực sự có ý nghĩa. Mỗi khi ngưỡng mộ một người nào đó, tôi luôn tìm hiểu xem con đường thành công của họ như thế nào. Không như Bill Gates hay Donald Trump và nhiều vị tỷ phú khác sinh trưởng trong gia đình có địa vị giàu có, mỗi bước đi đều có hậu thuẫn lớn cả về khoa học công nghệ, tiền bạc và mối quan hệ. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sinh trưởng trong một gia đình bố là quân nhân, mẹ bán trà rong trên phố trong thời bao cấp thiếu thốn. Bởi vậy, suy nghĩ giúp đỡ gia đình hoàn toàn là dễ hiểu, thậm chí là còn có phần cao quý. Bởi ông không ước ao cho bản thân, mong muốn kiếm ra tiền của ông là từ mong muốn bố mẹ bớt khổ. Tể gia trị quốc bình thiên hạ, phấn đấu vì gia đình mới là gốc rễ bền vững nhất của những điều lớn lao. Công việc cần có quy trình, có phân nhóm nhiệm vụ, có rà soát. Nội dung của câu nói này không có gì mới. Bạn có thể tìm thấy nó ở bất cứ một quyển sách nào về quản trị. Đúng quy trình, phân quyền, nghĩa vụ rõ ràng, kiểm tra chặt chẽ là tác phong, làm việc nổi tiếng của Vingroup và cũng là kim chỉ nam để tập đoàn này phát triển mạnh mẽ. Lý thuyết học thì dễ nhưng ứng dụng vào thực tiễn mới khó. Muốn thành công, đừng chăm chăm hướng tới những điều cao siêu mà trước hết hãy tạo ra được thói quen làm việc kỷ luật cho chính mình và nhân viên của mình. Mỗi lần bạn định làm việc cầu thả, bớt bước, hãy nhớ tới Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Vingroup. Họ làm việc có kế hoạch, nghiêm túc, kiểm tra chặt chẽ, họ thành công. Chúng ta chưa bao giờ lên đỉnh và sẽ có lẽ không bao giờ có đỉnh. Giống như câu kỷ lục lập ra là để phá bỏ, mỗi sự phát triển của Vingroup với Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đều chỉ là một cột mốc. Giống như một ngọn núi, phía sau đỉnh núi là sườn dốc, nếu tự mãn với thành quả của bản thân hay nghĩ rằng bản thân không thể tốt hơn được nữa thì sẽ không còn động lực để cố gắng. Khi đó, thay vì phát triển, chúng ta sẽ tụt lùi. Luôn giữ tinh thần stop, không để xuất hiện suy nghĩ hưởng thụ. Tinh thần stop là tinh thần năng nổ, nhiệt huyết, là làm việc hết mình khi chưa có gì và có thể thất bại bất cứ lúc nào. Sự tự mãn suy nghĩ hưởng thụ là một trong những yếu tố giảm động lực làm việc nhanh nhất. Có lẽ bởi vậy, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Vingroup luôn đặt ra cho mình những thử thách mới, lấn sân vào những ngành nghề mới từ sản xuất mì gói những năm đầu lập nghiệp cho đến bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng và gần đây là bán lẻ, y tế, giáo dục, sản xuất smartphone và ô tô. Nhanh không có nghĩa là không chất lượng, chúng ta chỉ lấy đó làm lý do khi yếu kém. Câu nói này được chứng minh bằng hàng loạt các dự án thần tốc của Vingroup. Một công trình tầm cỡ, rộng tới 23 ha với kinh phí đầu tư xây dựng lên tới 3.500 tỷ đồng như Vinjuni được tập đoàn xây dựng chưa đầy 2 năm. Hay như VFast, ngày 2 tháng 9 năm 2017, Vingroup tổ chức lễ khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô VFast, dự kiến sau 24 tháng sẽ ra mắt ô tô thương hiệu Việt đầu tiên. Nhưng thực tế, chỉ mất hơn 12 tháng, VFast đã giới thiệu các nguyên mẫu thiết kế đầu tiên tại triển lãm xe hơi Paris 2018 ở Pháp, nhanh hơn hẳn 1 năm so với dự kiến. Và chất lượng của các sản phẩm Vingroup thì không phải bàn cãi khi được đánh giá cao bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế. Làm gì cũng phải đam mê, nghiêm túc với công việc, học hỏi liên tục cả đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những kỳ tích này của Vingroup có lẽ đến từ chính quan niệm học hỏi và rút ra kinh nghiệm không ngừng này của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Hãy tận dụng thế mạnh của mình thành cái mạnh nhất để cạnh tranh với cái mạnh của đối thủ. Tư tưởng này của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng được thể hiện rất rõ trong cuộc chuyển nhượng Vinmart đình đám của Vingroup với Masan. Vingroup xác định thế mạnh của mình là bất động sản và công nghệ công nghiệp nên đã chuyển nhượng hoặc cắt giảm những lĩnh vực mà bản thân không mạnh để tập trung vào thế mạnh nhất của mình.
nếu không đạt được mục tiêu đặt ra sẽ cắt phúc lợi, phạt, làm tốt thưởng ngay. Quan niệm này thể hiện rõ ràng trong chính sách quản trị nhân lực của Vingroup. Tập đoàn này có thương hiệu tuyển dụng mạnh nhờ chính sách đãi ngộ nhân tài, lương thưởng cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng cũng nổi tiếng về độ đào thải khi những nhân viên không có đủ năng lực hoàn thành công việc được thay thế ngay liên tục. Phải dành ra thời gian để học hàng tháng, hàng năm, cấp trên phải có thời gian đào tạo cho cấp dưới được quy hoạch rõ ràng. Đây cũng được coi là một trong những kim chỉ nam trong phát triển và giữ chân nhân sự của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Nhân sự của Vingroup không chỉ trung thành với tập đoàn bởi chế độ lương thưởng cao mà còn bởi môi trường năng động, nhiều cơ hội để học hỏi, phát triển. Tư tưởng này của ông cũng đồng nhất với quan điểm học, học nữa, học mãi, coi sự học là việc cả đời của các vị nhân xưa. Bạn nghĩ thế nào về những câu nói của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Biên tập bởi Nguyễn Trang, biên tập viên Độc Đáo TV. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng, đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này.